Xin kính chào anh em. Nếu hai ngày hôm nay anh em lên Facebook sẽ thấy là mọi người trên này bỗng dưng xuất hiện rất nhiều lông. Lông mọc khắp mặt từ nam giới cho đến đàn ông thì chúng ta đều có râu. Và mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái phần mềm. Đó chính là Make Up Plus. Phần mềm này đến từ đơn vị đã làm nên cái phần mềm Mipu hay Chipu gì ấy năm ngoái, ghép mặt giống Võ Tắc Thiên. Và hôm nay ta sẽ cùng làm quen với nó. Và cái điểm ăn tiền của phần mềm này cũng giống như bao lần trước, đó là do các bộ lọc của nó có thể tạo nên những hiệu ứng bá đạo. Đây là cái mặt của mình sau khi chụp xong. Vâng, nó sẽ tự động nó vừa thêm vào cái bộ lọc filter đầu tiên, đó là khả năng làm cho mắt trợn hết cả lên, trông giống y chang người chết. Và chúng ta thì chỉnh được như là cái mức độ ảnh hưởng của cái bộ lọc này này. Đó. Và mọi người sẽ có vô số các bộ lọc. Bây giờ mình sẽ áp dụng thử luôn cho mọi người nhá. Chúng ta sẽ thử xem nào. Đồ, để ý lông mày của mình và cái đôi mắt ấy. Đấy, bộ lọc này là tập trung vào tạo nên những cái lông mày và đôi mắt trông cực kỳ là chất. Úi giời ơi, một mồm lông, một mặt lông, nhìn thấy chưa? Lông nó làm cực kỳ thật luôn. Thậm chí lông mũi, phần mềm này không có lông mũi chứng tỏ phải về cắt đi mới được. Và dưới râu này, nó ghép nhá, hơi lệch một tí vì mặt mình hơi bị méo thì phải. Thế nên nó sẽ bị như vậy, ta có thể chỉnh được này. Hiển thị râu rõ ràng hơn, hồng mờ đi. Đó, cực chất. Ở đây nó sẽ cho ta khớp lại từng khuôn mồm. Và mọi người sẽ quay thử lại với những bộ lọc khác xem nào. À, bộ lọc này dành cho các bạn gái thôi. Trời, quỷ sứ. Đây, chúng ta sẽ có rất nhiều bộ lọc mà mọi người hoàn toàn có thể download về free. Đây chính là cái bộ lọc vừa rồi, eye rolling. Vãi nồi thật, đến cái này mà nó cũng có thể làm được thì em xin quỳ mấy anh tẩu. Chúng ta sẽ cần bấm vào là lập tức là hiệu quả ngay. Nam tính vồn, râu lại còn hơi bạc bạc nữa chứ. 96 lần, mình nghĩ đến Justin Bieber sau khi dùng phần mềm này cũng trở thành đàn ông, chứ đừng nói gì là các thím đàn trên mạng. Và cái điều mình khoái là nó lọc cực kỳ chính xác từ những cái đôi môi, các bạn thấy chưa? Đôi môi nó làm cũng ngon luôn, chứ nó không hề bị sai lệch, lem luốc quá nhiều. Và một số bức hình chụp treo chiều ngang hơi lệch một chút nó vẫn nhận ra được khuôn mặt. Và đây là những cái bộ lọc đây, các bạn thấy chúng ta chỉ cần bấm và nó sẽ có sẵn cái phần preview cho mọi người xem trước được là cái bộ lọc này có những hiệu ứng gì. Và tất cả cái này hoàn toàn miễn phí. Và đây chúng ta sẽ thử luôn một cái bộ lọc mới là Halloween mình vừa download về. Đấy, đã chưa, đồ kích thích vồn. À, thế chưa, nó ghép chuẩn này từ miệng ra nhé. Như vậy mình đã chia sẻ mọi người về một cái phần mềm cho phép chúng ta tạo ra những cái bức hình tự sướng đẹp hơn và bá đạo hơn mà đang được mọi người chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Các bạn thì truy cập vào link bên dưới, mình sẽ cho link tải iOS và Android. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Nhìn này anh vẫn không đỡ được.